Chào mừng tất cả các bé đã quay trở lại với kênh Học Cùng Con TV. Bài học ngày hôm nay, cô sẽ cùng các em tiếp tục đi ôn luyện vòng sơ khảo bài số 4, Trạng nguyên tiếng Việt lớp 5 nhé. Câu hỏi 1. Từ nào dưới đây không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại? A. Công an. B. An ninh. C. Bộ đội. D. Cảnh sát. Thì công an, bộ đội, cảnh sát chính là các danh từ chỉ người, còn an ninh chính là một hoạt động bảo vệ an ninh. Câu hỏi 2. Tiếng tai trong từ ngữ nào dưới đây mang nghĩa gốc? A. Tai nấm. B. Tai ấm. C. Đôi tai. D. Mũ tai bèo. Thì tai mang nghĩa gốc đó chính là đôi tai, đáp án C. Câu hỏi 3. Nghe đoạn văn sau và cho biết những cây tràm được so sánh với hình ảnh nào? Như vậy, những cây tràm được so sánh giống như những cây nến khổng lồ, đó là đáp án A. Câu hỏi 4. Đáp án nào dưới đây chứa từ đa nghĩa? A. Đôi tay, tay áo. B. Con cá, cá cược. C. Cây cầu, cầu nguyện. D. Tính mạng, mạng lưới. Thì đó chính là đôi tay, tay áo. Câu hỏi 5. Hình ảnh nào dưới đây có thể minh họa cho đoạn thơ sau? Ngày đầu năm học mới, mẹ đưa con đến trường, bao niềm vui phơi phới như nắng đầy sớm mai, theo Trần Thị Thùy Linh. Thì ở đây có 3 đáp án, thì đó chính là đáp án C, mẹ đang chở con đến trường. Câu hỏi 6. Câu thơ nào dưới đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa? A. Trên trời mây trắng như bông, ở dưới cánh đồng bông trắng như mây. Như thì chính là biện pháp so sánh. Đáp án B. Cây tre như cái cần câu, mặt trời là cá, biển bầu trời xanh. Cũng có từ như ở trong cây tre như cái cần câu, nên đó là câu có sử dụng biện pháp so sánh. Đáp án C. Khuya rồi, sông mặc áo đen, nép trong rừng bưởi, lặng yên đôi bờ, theo Nguyễn Trọng Đạo. Đáp án D. Bóng tre mát rợp vai người, vầng trăng như lá, thuyền trôi êm đềm. Thì vầng trăng như lá thuyền trôi, nó cũng là câu có sử dụng biện pháp so sánh. Như vậy, chỉ còn đáp án C. Khuya rồi, sông mặc áo đen, nép trong rừng bưởi lặng yên đôi bờ. Câu hỏi 7. Câu nào dưới đây có chứa từ đa nghĩa? Đầu trang báo có in một hình chú báo hoa. D. Chiếc áo treo trên mắc có giá khá mắc. C. Ngoài đường, chú công nhân đang sửa đường dây điện. D. Ánh nắng chiếu xuống tấm chiếu mẹ phơi trên dây. Thì đáp án C. Ngoài đường, chú công nhân đang sửa đường dây điện là đáp án chính xác. Câu hỏi 8. Đoạn thơ nào của nhà thơ Nguyễn Lãng Thắng miêu tả cảnh vật vào mùa xuân? A. Gió mưa đông lạnh lắm ùa trên khắp nẻo đường, từ góc phố thân thương đến làng quê yêu dấu. B. Mây trời, cô xin lỗi, mây xanh vờn khắp trời, én tung niềm mơ ước, lộc biết bén môi cười, xuân xanh màu đất nước. C. Ve đã ngưng tiếng hát, phượng kết trái đầy cành, sen cũng vừa tra hạt, lá phai dần sắc xanh. D. Chiều nay bạn gió mang nồm về đây, ôi mới đẹp thay, phượng hồng mở mắt,
Thì xuân ở đáp án B, xuân xanh màu đất nước. Câu hỏi 9. Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người? A, quê cha đất tổ. B, đất khách quê người. C, đất lành chim đậu. D, che già măng mọc. Thì đó chính là đáp án A, quê cha đất tổ. Câu hỏi 10. Từ đồng nghĩa nào có thể thay thế cho từ in đậm trong câu sau? Hoa văn trên tấm vải được làm thủ công và vô cùng tỉ mỉ. Thì từ in đậm là tỉ mỉ. Như vậy, có thể thay thế được cho từ in đậm thì chỉ có thể là từ kỹ càng. Câu hỏi 11. Giải câu đố sau. Đến đâu ăn quả nhãn lồng, chè sen phố Hiến đượm nồng lắm thay. A, Nam Định. B, Bắc Giang. C, Hải Dương. D, Hưng Yên. Thì đó chính là nhãn lồng Hưng Yên. Câu hỏi 12. Đoạn văn nào dưới đây mô tả đúng khung cảnh thiên nhiên trong đoạn phim sau? Đấy, các em quan sát đoạn phim nhá. Đáp án A, cảnh vật nhuộm một màu đỏ rực trong ánh hoàng hôn. Đáp án B, từ sau dãy núi, mặt trời nhô lên, tỏa ánh nắng ấm áp. C, thảo nguyên rộng mênh mông, trải dài đến tận chân trời. D, dòng sông uốn lượn quanh co dưới chân những ngọn núi cao. Thì đó chính là từ sau dãy núi mặt trời nhô lên. Các bạn thấy mặt trời phía sau dãy núi chưa? Tỏa ánh nắng ấm áp. Đó chính là đáp án B. Câu hỏi 13. Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp so sánh để mô tả hình ảnh sau? A, muôn ngàn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. B, dòng sông khoác lên mình tấm áo giáp vàng. C, vầng trăng tròn vành vạnh như chiếc mâm vàng. D, ông trăng tròn tỏa sáng lung linh trên nền trời đêm. Thì đó chính là đáp án C, có biện pháp so sánh. Câu hỏi 14. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng. 1. Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kỳ vĩ của thiên nhiên. 2. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng trầu phượng múa. 3. Đảo có chỗ sừng sững, chạy dài như bức tường thành vững chãi, ngăn khơi với lộng, nối mặt biển với chân trời. 4. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập, xa trông như quân cờ bày tròn von trên mặt biển. 5. Tùy theo sự phân bố của đảo, mặt vịnh Hạ Long lúc tỏa mênh mông, lúc thu hẹp thành ao, thành vũng, lúc bị kẹp giữa hai triền đảo như một dòng suối, lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh, theo thi sảnh. Đáp án A, câu 4 là câu nêu hoạt động. Đáp án B, tất cả các từ in đậm trong đoạn văn trên là tính từ. Đáp án C, câu 2 và câu 3 có trạng ngữ chỉ nơi chốn. D, đoạn văn có 4 câu sử dụng biện pháp so sánh. Có 4 câu sử dụng biện pháp so sánh. Một câu này. Hai câu này. Ba câu này và 4 câu. 1 câu, 2 câu, 3 câu và 4 câu có sử dụng biện pháp so sánh. Câu hỏi 15. Đuổi hình bắt chữ. Đây là gì? Một em bé đang suy tư, đúng nhỉ? Và bên đây người ta cho các từ ngữ người ta sắp xếp lại. Thì mình có thể đó chính là từ suy nghĩ.
Câu hỏi 16. Nghe bài ca dao sau và điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Như vậy, ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng. Điền chờ hoặc chờ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau. Cây bàng là chiếc nhà con, bàng thương lũ trẻ, bóng, tròn, tre, chung. Cây là cột, cành là khung, lá xòe bên lá, lợp cùng trời xanh. Câu hỏi 18. Điền dấu câu thích hợp vào đoạn hội thoại sau. Chiều nay, Hà sơ ý làm vỡ lọ hoa trên bàn. Lúc mẹ đi làm về, phẩy, Hà chạy lại, buồn bã nói. 2. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con lỡ tay làm rơi bình hoa của mẹ. Mẹ xoa đầu Hà và nói. Gạch ngang, con biết nhận lỗi như vậy là rất ngoan, lần sau cẩn thận hơn con nhé. Hà ôm mẹ. Vâng ạ. Câu hỏi 19. Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu tục ngữ sau. Học thầy, không thầy học bạn. Câu hỏi 20. Điền số thích hợp vào chỗ trống. Từ các tiếng giải, chú, hợp, thích có thể ghép được tất cả mấy từ? Cô ghép nhá. Đó chính là từ giải thích này là 1, chú giải là 2, chú thích là 3 và thích hợp là 4. Như vậy có 4 từ ghép được. Câu hỏi 21. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống. Với đôi cánh đẫm nắng trời, bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa. Không gian là nẻo đường xa, thời gian vô tận mở ra sắc màu, theo Nguyễn Đức Mậu. Đoạn thơ trên có tiếng nào viết sai chính tả, sửa lại. Như vậy chúng ta thấy là trọn đời thì không thể là chờ nhẹ được, mà nó phải là chờ nặng, nên ta chọn chữ chọn là từ sai chính tả và sửa lại chữ chọn. Câu hỏi 22. Giải câu đố sau. Để nguyên bạn của nhà nông, thêm huyền ấm miệng cụ ông cụ bà, thay sắc từ thóc mà ra. Đố bạn đoán được đó là chữ chi? Từ thêm huyền là từ trầu, để nguyên là bạn của nhà nông chính là con trâu, thay sắc đó chính là trấu, đúng nhỉ? Câu hỏi 23. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn miêu tả hình ảnh sau. Khung cảnh nơi đây mới đẹp làm sao, trên cao những đám mây bồng bềnh như đang vờn quanh những dãy núi nhấp nhô trùng điệp. Bên dưới dòng sông xanh biếc lững lờ trôi, vang vọng khắp không gian tiếng chim hót ríu rít thật vui. Câu hỏi 24. Đọc văn bản sau và ghép nội dung thích hợp ở hai vế. Chợ phiên dành hẳn một khu đất rộng để mua bán gia súc. Bầy trâu hung hăng như muốn giằng mình khỏi sợi dây thừng. Mấy chú bò thong thả, bình thản nằm nhai cỏ như chẳng quan tâm đến người mua, kẻ bán. Lũ dê bị cột vào vách núi, thỉnh thoảng lại nhảy cẫng lên. Kẻ bán, người mua, tiếng mặc cả, tiếng quát trâu bò, ồn ã, vang động cả một góc trời. Như vậy, chúng ta thấy bầy trâu hung hăng như muốn giằng mình khỏi
sợi dây. Mấy chú bò thong thả bình thản nằm nhai cỏ. Và lũ dê thì bị cột vào vách núi. Câu hỏi 25. Hãy ghép các từ ở hai vế để tạo thành cặp từ đồng nghĩa. Động viên sẽ là khích lệ, chỉ huy với lãnh đạo, thảo luận với bàn bạc và yêu cầu với đề nghị. Câu hỏi 26. Hãy ghép từ ở cột bên trái với nội dung thích hợp ở cột bên phải để tạo thành câu hoàn chỉnh. Danh dự. Trong trận bóng đá giao hữu, đội chủ nhà đã ghi được một bàn. Danh dự. Cô ấy là danh ca nổi tiếng được nhiều người yêu mến. Cô ấy nằm trong danh sách những vận động viên tham gia hội thi thể thao. Anh ấy gửi tôi tấm danh thiếp để thuận tiện trong việc liên lạc. Câu hỏi 27. Hãy sắp xếp các từ sau vào nhóm thích hợp. Quan tâm, đó chính là một động từ. Gần gũi là một tính từ. Niên khóa là một danh từ. Trường lớp là một danh từ. Thân thiện là tính từ. Dạy dỗ là động từ. Ân cần là tính từ. Học hỏi là động từ. Học viên là danh từ. Đào tạo là động từ. Câu hỏi 28. Hãy sắp xếp các câu sau vào nhóm thích hợp. Chiếc bút của cậu đẹp quá. Cây cối trong vườn sai chĩu quả. Cuộc thi vẽ tranh được tổ chức khi nào? Có đại từ nghi vấn. Lan ơi, đi thả diều với chúng tớ đi. Có đại từ xưng hô. Vụ mùa bội thu, điều ấy khiến người nông dân rất phấn khởi vì điều ấy chính là đại từ thay thế. Vải thiều là đặc sản của tỉnh nào nhỉ? À, đó chính là đại từ nghi vấn. An thường đến sớm để ôn bài. Vân cũng thế, thì cũng thế là đại từ thay thế. Hùng, cho tớ mượn cuốn sách quê nội nhé. Chiếc bút của cậu đẹp quá. Câu hỏi 29. Hãy sắp xếp các tiếng sau thành câu hoàn chỉnh. Trường em. Tổ chức. Tham quan. Tại Hoàng Thành Thăng Long. Câu hỏi 30. Đoạn văn miêu tả quang cảnh trường học vào buổi sáng của bạn Trung đang bị đảo lộn trật tự tác ý. Em hãy giúp bạn Trung sắp xếp lại các câu văn theo trình tự hợp lý. Hôm nay, em đến trường sớm hơn mọi khi để trực nhật và được ngắm ngôi trường thân yêu vào buổi sáng. Lúc bấy giờ, cổng chính mới chỉ hé mở, không gian trong trường thật yên tĩnh. Em bước vào trong, sân trường vắng lặng, khác hẳn với những giờ ra chơi náo nhiệt, cảnh vật im lìm trong buổi sớm. Đi qua dãy hành lang, các phòng học cũng yên ắng, chỉ có lác đác vài bạn đến sớm. Em vội dọn dẹp vệ sinh lớp cho kịp giờ. Trực nhật xong, cũng là lúc các bạn học sinh tới ngày càng đông. Không gian yên tĩnh được thay thế bởi tiếng gọi nhau ý ới, tiếng cười đùa vui vẻ. Như vậy, cô đã trả lời xong 30 câu hỏi của vòng thi, vòng sơ khảo cấp trường, bài số 4, Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5. Chúc các em ôn tập thật tốt để đạt điểm tối đa nhé!